theo anh thì vai trò của Đại học Bách Khoa trong cái việc tạm gọi là khởi nghiệp đi, khởi nghiệp của anh nó đóng vai trò như thế nào? Họ có giống một cái vườn ươm khởi nghiệp không? Nó vai trò quyết định. Thì bạn ấy như là ở Silicon Valley chẳng hạn nhé, thì nó cũng bắt đầu từ trường đại học. Đấy, nếu không nhầm là trường đại học Stanford. Thế và từ trường đại học đó thì bắt đầu mới ra doanh nghiệp đầu tiên, tôi nhớ không nhầm nó là HP. Đấy, rồi Intel. Đấy, rồi là sau đó thì rất nhiều các công ty khác mà chúng ta đã biết. Đấy, các công ty lớn đều đang phần lớn là ở Silicon Valley của Mỹ. Thế thì tất cả các công ty đấy đều xuất phát từ trường đại học. Thì cũng đúng thôi, vì trường đại học là nơi có học thuật cao nhất về các lĩnh vực về công nghệ. Thế thì những người giỏi nhất, những người đam mê, giỏi là một chuyện, nhưng mà tôi đánh giá cao chuyện là sự đam mê. Những người đam mê nhất thì người ta sẽ vào những trường đại học đó. Thế và tất nhiên là những công ty sau này nó cũng sinh ra từ các trường đại học đó. Vì đấy là một những người đam mê nhất này, đấy, có thể nói là giỏi nữa này. Thế xong lại gặp những người cũng giỏi này, đấy, gặp nhau. Đấy, thì nói về trường Đại học Bách Khoa thì nó là ai cũng phải thừa nhận là trường Đại học Bách Khoa là trường công nghệ hàng đầu của Việt Nam từ xưa đến nay. Thế thì tôi chưa nói là giỏi hay không, nhưng tôi chỉ cần tôi ngẫm ấy, tôi cũng vậy thôi, là những người mà có sự đam mê về lĩnh vực kỹ thuật, lĩnh vực công nghệ thì chắc chắn là trong suy nghĩ là các em đều hướng tới là thi vào trường Đại học Bách Khoa. Đấy, thi vào đấy có thể là điểm thấp, tôi vào trường Đại học Bách Khoa là điểm suýt soát thôi, vừa đủ thôi. Đấy, chứ không phải là điểm rất là cao, nhưng mà vấn đề là mình có sự đam mê. Đấy, thì đấy là một môi trường của những người đam mê, và những người đam mê gặp nhau ở đấy thì họ học hỏi nhau, họ nhìn nhau, họ phấn đấu thì nó sẽ ra được những công ty về công nghệ.